Dạ xin lỗi anh, để em khi mấy cái thùng này. Cô Dung. Rồi bỏ xuống, cô làm cái gì vậy? Dạ em đem thuốc vô trong kho. Thuốc này vô trong kho hả? Ai kêu cô làm? Dạ chú kêu em làm thì em làm thôi. Tôi còn sống mà cô Dung, tại sao cô không nhờ tôi? Dạ tại cái này là việc của em mà anh. Mấy chuyện nặng nhọc và để đàn ông con trai làm, đàn bà con gái là chỉ cầm bánh bao thôi. Dạ làm cho tôi đi. Ngồi đây đứng. Đây để tôi. Nặng nặng. Biết nặng mà. Giờ thích khiêng hai thùng luôn nè. Trời ơi, không có được đâu. Được sao không được? Ôi trời ơi, anh hạnh khỏe ghê nha. Rồi đi anh ơi. Cô làm gì vậy? Dạ, anh khiêng hai thùng, em khiêng một thùng. Tôi còn sống mà, đưa đây cho tôi. Anh đây. Dạ. Ổn không anh? Giờ cô giúp tôi cái được không? Dạ được, anh nói đi. Cô nhéo mông tôi cái, tôi có động lực tôi đứng lên coi. Thấy không? Dễ ẹt à. Rồi giờ vô nghe. Anh. Hả? Nhà trong này. Nhà tôi đâu? Bên này, đây, đem sổ lại cho. Dạ đúng rồi. Rồi, thấy rồi. Cứ vậy đi thẳng vô thôi nha. Rồi. Bình thường nhìn ảnh cục mịch như vậy mà cũng ga lăng quá ha. Cô Dung. Dạ. Trả tôi cái bánh bao. Dạ. Anh hai. Anh hai. Cái gì vậy? Cái gì Phúc? Trường cho em 2 cái vé để xem phim. Nhưng mà tới giờ đó em đi tập huấn chắc chưa dắt về kịp nữa. Anh hai đi coi không? Phim này hay mà. Đi ngủ chị hai mày đi. Vậy hai anh chị đi coi đi. Ừ. Thôi vậy nha, em thay đồ đi dậy. Cảm ơn nha. Có gì đâu. Ủa anh, anh làm gì ở đây vậy? Không biết làm gì hả? Thành. Ngày mai có phim, bộ phim hay. Ngày mốt không có phim, phim thì dở. Thành. Nếu muốn coi phim, hãy coi bây giờ. Anh có hay về xem phim, phim rất hay. Thành. Lo lắng ngoài hay là chồng không đi coi phim? Coi phim phải không? Đúng rồi. Ừ. Hôm nay em kẹt rồi. Lâu lắm rồi tụi mình không có coi phim á. Em biết rồi, nhưng mà hôm nay em lỡ có hẹn rồi, thôi bữa khác nha. Trời ơi, một bộ phim rất hay em à, bộ phim rất hay. Thôi mà, đừng có giận em nha, em đi nha. Em ơi em. Trễ rồi. Em, lâu rồi mình không vô rạp phim, mình ăn bắp, uống nước ngọt. Cô Dung, bà tôi có chồng không cô Dung? Dạ chú ở trong phòng đó anh. Cảm ơn một cô. Người đi với một... Ủa bà, qua đây chị đi. Rảnh không? Rảnh chi con? Vô rạp coi phim với con. Chị coi phim ở không? Phim hay lắm. Thôi đi. Trời ơi cái phim nghe cái tựa là muốn đi coi liền. Tựa gì? Tình nhân là mãi mãi. Thôi đi, bà bận lắm. Đi con mình đi. À, trời ơi. Ba. Không. Bữa nay là hạn cuối rồi đó ba. Em nghe nói phim đó hot lắm đó anh. Phim nó hay dữ lắm luôn á, mà đi mình thì hơi buồn. Ủa sao anh không rủ chị Hoàng Anh đi chung á? Vợ tôi bận luôn rồi. Ủa cô Dung, cô rảnh không? Dạ rảnh. Cô đi coi với tôi nha. Thiệt hả anh? Đi, tôi có 2 vé nè. Dạ ok, nếu vậy thì để em mua bắp nước luôn. Ừ. Hồi nãy phim mắc cười ghê anh. Ủa cô xong hết rồi, hồi nữa cô có đi đâu nữa không? Dạ chắc em về nhà thôi à. Ủa về nhà rồi đi bằng gì về? Em đi taxi cũng được. Thôi đi taxi làm chi cho tốn tiền. Tôi có xe ở không thì tôi chở cô về cho. Dạ cảm ơn anh. Ở nghĩa gì đâu người nhà không à. Sao điện thoại? Alo. Alo. Con nè. Con đi đâu vậy? Đi coi phim. Vui lắm. Coi phim với ai? Con đi coi với lại y tá Dung ở trong phòng khám của mình đó. Trời đất ơi con điên hả? Sao đi với cổ? Rủ vợ con thấy rồi sao? Trời ơi, đi uống sinh tố, đi coi phim có làm gì đâu mà ghen chứ không ghen trời. Trời đất ơi, không được, về nhà liền cho tôi, nhớ kỳ trước không? Trời, sao con không nghĩ tới chuyện đó ta? Ai mà thấy mà mét cái con vợ con là mày chết á. Là. Trời đất ơi, cái thằng này thì nó ngu ghê luôn. Con vợ thì ghen như sư tử Hà Đông vậy đó. Mà nó coi thường như vậy, nó mà biết cái thằng này đi với một con đứa gái khác là nó chết. Cô ơi.
Anh bị sao vậy? Anh Hạnh, anh bị gì vậy? Đừng đụng với người tôi, Trời ơi, tội nghiệp tôi lắm, con ơi, con không có hiểu đâu. Bây giờ con im đó đi, đây nè. Cô trả tiền, cô trả tiền đi nha. Rồi xong rồi cô tự đón xe cô đi về, cô đi về nha. Thôi làm gì kỳ quá à. Kỳ cái gì, có tiền taxi trong đó rồi, không có nói gì đâu mà kỳ, đừng có ngại gì hết á. Vậy đi nha. Anh Hạnh, anh Hạnh. Khờ lắm, cũng điên lắm á. Nghĩ sao vậy? Rồi giờ con Hoàng Anh nó thấy rồi sao? Hả? Hết chuyện làm rồi sao? Lúc mà vừa thấy vợ con là con núp sau lưng y tá Dung rồi. Cái nhà này một lần xào xáo cũng vì con á. Lần đó con Hoàng Anh nó bỏ nhà nó đi, không tởn sao? Em ơi, em đừng có đi mà em anh ơi. Buông ra. À, anh thề luôn á, anh uống cà phê với đã có 3-4 lần thôi à. Anh thề anh mà nói xạo nguyên gia đình anh chết hết. Anh nói thiệt. Anh uống mấy lần kệ anh, bây giờ tôi muốn ly dị anh. Con à, con bình tĩnh lại con. Trời ơi, chuyện đâu còn có đó, cái gì mà ly dị. Con cảm ơn ba mẹ trong thời gian qua đã lo lắng cho con, nhưng mà con rất tiếc. Bây giờ con muốn ly dị với anh Hạnh. Bà nghe chưa, khóc cái gì, khóc cái gì. Quang, anh em ơi, em ơi mày hả? Mày hả? À, ăn cho tốn cơm tốn gạo rồi là mèo mỡ gà đông. Trời đất ơi, đi theo xin lỗi nó rồi dắt nó về đây. Nếu mà nó không về đi luôn. Mày xin lỗi không được hả? Thì bị biến khỏi nhà cho tao. Em ơi thôi mà anh muốn ra coi. Trời ơi em ơi, Hoàng Anh ơi, anh xin lỗi em. Đi ra. Anh hứa không có lần thứ hai đâu em ơi, đừng bỏ đi. Hoàng Anh ơi. Mẹ ơi, lỡ giờ con biết rồi sao mẹ? Trời ơi, con hiểu biết tính vợ con. Nó như sư tử Hà Đông vậy, nó biết là chết. Nhưng mà không sao đâu, chắc nó không biết đâu. Lỡ vợ con hỏi rồi sao mẹ? Anh rằng là có mà chối hết cho mẹ, nghe chưa? Trời ơi nè, nói vậy thôi chứ lúc nào mẹ cũng ở bên cạnh con hết trơn chưa? Yên tâm, khó khăn gì có mẹ. Nhiệm vụ của con á là chối, còn cả thế giới để mẹ lo. Anh làm gì vậy? Anh thay đồ chứ làm gì? Nãy giờ anh đâu? Anh ở dưới phòng mẹ. Làm gì dưới? Thì nói chuyện với mẹ, nói chuyện về cuộc đời, về con người, về món ăn yêu thích đồ đó em. Ờ. Bữa nay anh có đi coi phim không? Hả? Hả? Em hỏi anh bữa nay có đi coi phim không? Phim gì em? Thì phim anh rủ em đi coi đó. Phim đó dở ẹt anh không có đi. Coi chưa biết dở. Phải mà đi mình không thích đi đâu. Ủa rồi đi đâu vậy? Đi xuống dưới nói chuyện với mẹ. Gì kỳ vậy ta? Hoàng Anh ơi, soạn xong chưa con? Sao lâu vậy? Dạ. Em bỏ vô. Dạ xong rồi nè. Ừ, bỏ vô. Nhưng mà con còn một cái này nữa là xong luôn rồi. Chờ con chút xíu. Thấy chưa, con biết ngay mà. Thế nào cũng xót đồ à. Ủa? Vé coi phim. Sao có vé coi phim đây? Ê mẹ có sao không vậy? Mẹ, ba ơi, mẹ bị gì nè ba? Cái gì vậy? Ủa bà? Bà sao vậy? Con không biết đâu, tự nhiên cái mẹ chóng mặt rồi mẹ xỉu nè. Có sao không? Thấy chồng người sao? Mẹ ơi đi bệnh viện nha. Không có sao, tự nhiên nãy thấy choáng vậy thôi. Cấp cứu phải không? Rồi. Mẹ ơi đi bệnh viện đi mẹ cho chắc bệnh mẹ. Bệnh viện gì sao cũng đi giặt đồ chứ bệnh viện gì. Mẹ. Ủa gì lạ trời. Giống dẫn chơi. Ủa? Cái gì? Ba có lấy hai vé coi phim của con ba? Không có. Ủa là vé gì? Ba biết gì đâu, mới trong nhà chạy ra mà. Gì hả? Ủa vé gì? Hai vé coi phim. Bà đâu thấy đâu. Mày đi vé đâu mà mẹ? Nhiều quá, tôi giấu quá rồi. Con á, con khờ quá. Đi coi xong thì dùng vé đi. Nhét túi gì vợ mà phát hiện vậy? Quên, bỏ một túi luôn, không chịu bỏ thùng rác nữa chứ. Con có biết là con vợ con nó ghen dữ lắm không? Nó mà phát hiện là mày chết. Giờ nghe mẹ dặn nha. Nó có hỏi cái vụ gì coi phim, chối hết. Mọi chuyện để mẹ lo. Hiểu chưa? Có gì con kêu mẹ nha. Chứ cái tật mày là giấu đầu rồi đuôi, nó nói một hai câu là mày nhận liền. Nhớ không? Chối hết để mẹ lo, nghe chưa? Chối hết để mẹ lo. Ừ. Vậy nha mẹ. Ừ. Lớn đầu mà khờ ghê. Coi phim hay không anh hai? Phim gì mày? Tình nhân là mãi mãi gì đó. Phim như thằng khùng tao coi đâu mà mày điên hả?
nói gì vậy? Em còn thấy anh ăn bắp đồ nữa mà. Trời, mày nói cái kiểu cái thằng điên đi. Mẹ ơi! Ơi! Mẹ! Gì? Trời ơi, thằng Phúc này nó bị khùng hay sao á mẹ? Tự nhiên nó nói con đi coi phim gì cái thằng khùng đi. Ừ, chắc con nhìn lộn ai rồi. Sao nhìn lộn được mẹ? Anh Hải của con mà, cổ đi coi. Cô gì? Cái đâu? Mày lộn. Nè, mẹ ăn quýt đi. Dạ. Trời ơi, cái... ăn quýt mà chọi tao hả mày? Con có chọi đâu ba, con đang ăn mà. Mày chọi chứ mày. Có đâu ba. Tôi lỡ tay. Mẹ con chọi. Mẹ chọi hả ba? Ba làm cái gì vậy? Chú Phúc. Dạ. Chú nói hai vé coi phim nào. Nè. Dạ. Mày xuống chú bé phụ dạ, mẹ mày. Dạ. Phụ mẹ này chứ mày nhờ chú. Mẹ. Em thấy đi coi lỗ răng mà. Anh đi coi tí này. Ây da. Trời ơi, cái gì vậy? Đi coi rõ ràng. Quýt nữa. Mày lại chọi tao đường hả mày? Con chọi đâu ba? Ủa, không nguyên của mình mày ở đây là mày chọi cho ông kìa. Ông đi coi, nó thấy nó rõ ràng đi coi mà. Tự nhiên chửi đánh ra. Kì cục ấy á. Trời ơi, nó loạn hết rồi. Ngủ không yên. Ủa gì vậy? Trời, thì mới mày nói con. Làm cái việc gì mà thiếu suy nghĩ một cái là hậu quả nghiêm trọng, thấy chưa? Lớn cái đầu rồi, không phải lúc nào cũng có mẹ bên cạnh đâu. Thôi con biết rồi. Thiệt tình luôn. Ủa? À, con... Mẹ. Ờ. Có chuyện gì vậy mẹ? Ờ, đâu có gì. Ờ, mẹ vô mẹ nhờ Hạnh là mai sáng ơi đi mua cho mẹ ăn số đồ mà. À dạ. Ừ. Không phải lúc nào cũng có mẹ bên cạnh nghe không? Ủa anh? Anh nghe. Em nghe má của thằng Long nói là gặp anh ở ngay rạp chiếu phim đó. Dạ đó. Mẹ thằng Long. Ừ. Mẹ thằng Long, nó phải má thằng Long. Ừ thì mẹ thằng Long. Thằng Long là bạn của thằng Minh với thằng Mẫn mình nè. Em biết rồi, nhưng mà em hỏi anh tới rạp chiếu phim làm gì? Thì mẹ thằng Long là hồi kỳ là vô mà họp phụ huynh chung với mình đó. Thì em đi họp em biết mà. Thì đó. Anh tới rạp chiếu phim làm chi? Mẹ. Chứ mẹ ăn chi? Thì mẹ thằng Long. Trời ơi, nói cái gì vậy? Em biết mẹ thằng Long rồi. Mẹ. Cái gì vậy? Mẹ hỏi vụ phim kia. Thì trả lời đi. Biết mà trả lời sao mà mẹ thằng Long. Ủa dâu, con hỏi gì? Dạ đâu có đâu. Con chỉ hỏi là bữa anh đi coi phim với ai. Hạnh nó bệnh mà. Con bệnh nào? Con bệnh. Bệnh... Nó bệnh. À. Cái gì vậy mẹ? Nó bệnh, chồng con nó bệnh. À. Trời ơi. Ê, dâu lại coi sao vậy nè? Tự nhiên nó ngồi đó, chị nó lật ngang vậy. Anh. Nó bệnh mà. Anh, sao vậy? Anh. Mẹ phải lúc nào cũng có mẹ bên cạnh nghe không? Mẹ. Anh ơi anh, nó sao vậy?